Đó là việc chưa từng có thứ bảy. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng, thì trụ trí tối thắng đều hiện rõ biết các căn ý hành của tất cả chúng sinh. Đó là việc chưa từng có thứ tám. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì nhập tam muội tên là thiện giác. Xưng tam muội đó hay khiến cho thân của Bồ Tát đầy khắp ba đời, tận cõi hư không tất cả thế giới. Đó là việc chưa từng có thứ chín. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì đắc được đại trí vô ngại ly cấu quang minh, khiến cho thân nghiệp của Bồ Tát vào khắp ba đời. Đó là việc chưa từng có thứ 10. Phật tử, đó là 10 việc kỳ đặc chưa từng có của Bồ Tát khi ngồi đạo tràng. 6. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì đắc được Pháp Đà La Ni, tên là Tối Thượng Ly Cấu Diệu Quang Hải Tạng, hay Thọ Trì Mây Lớn, 10 Pháp của tất cả chư Phật Như Lai. Đó là việc chưa từng có thứ 6. 7. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì dùng sức đại oai đức hiện ra đồ cúng dường thượng diệu, cúng dường khắp chư Phật trong tất cả thế giới. Đó là việc chưa từng có thứ 7. 8. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì trụ trong trí huệ tối thù thắng, đều hiện rõ biết các căn ý hành của tất cả chúng sinh, tức cũng là sự việc suy nghĩ trong tâm của chúng sinh, Bồ Tát đều biết, đều thấy. Đó là việc chưa từng có thứ 8. 9. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì nhập tam muội tên là thiện giác. Sức tam muội đó hay khiến cho thân của Bồ Tát đầy khắp ba đời, tận cõi hư không, tất cả thế giới. Đó là việc chưa từng có thứ 9. 10. Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì đắc được đại trí vô ngại ly cấu quang minh, khiến cho thân nghiệp của Bồ Tát vào khắp ba đời. Đó là việc chưa từng có thứ 10. Phật tử, đó là 10 việc kỳ đặc chưa từng có của Bồ Tát khi ngồi đạo tràng. Phật tử, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì do quán 10 thứ nghĩa mà thị hiện hàng ma. Những gì là 10? Đó là vì chúng sinh đời ác trược thích đấu tranh, vì muốn hiển bày sức oai đức của Bồ Tát mà thị hiện hàng ma. Vì chư thiên người đời có kẻ hoài nghi, vì rất nghi của họ mà thị hiện hàng ma. Vì giáo hóa điều phục các ma quân mà thị hiện hàng ma. Vì muốn khiến cho chư thiên người đời kẻ thích quân trận đều tụ đến xem tâm được điều phục mà thị hiện hàng ma. Vì hiển bày oai lực của Bồ Tát trên thế gian không ai địch nổi mà thị hiện hàng ma. Vì muốn phát khởi sức dũng mãnh của tất cả chúng sinh mà thị hiện hàng ma. Vì thương xót các chúng sinh đời vị lai mà thị hiện hàng ma. Vì muốn hiển bày cho đến đạo tràng do có quần ma đến xúc não, nhờ đó mới vượt qua được cảnh giới ma mà thị hiện hàng ma. Vì hiển bày phiền não nghiệp dụng yếu kém, đại từ căn lành thế lực mạnh mẽ mà thị hiện hàng ma. Vì muốn tùy thuận pháp hành thế giới ác trược mà thị hiện hàng ma. Đó là 10. Các vị đệ tử của Phật, Đại Bồ Tát khi ngồi đạo tràng thì do quán 10 thứ nghĩa mà thị hiện hàng ma. Những gì là 10? Đó là 1. Vì chúng sinh đời ác năm trưởng thích đấu tranh, vì muốn hiển bày sức oai đức của Bồ Tát mà thị hiện tướng hàng ma. 2. Vì chư thiên và người đời có kẻ hoài nghi, vì dứt trừ nghi hoặc của họ mà thị hiện tướng hàng ma. 3. Vì giáo hóa điều phục các ma quân mà thị hiện tướng hàng ma. 4. Vì muốn khiến cho chư thiên và người đời kẻ thích quân trận chiến đấu, khiến cho họ đều tụ đến xem tâm được điều phục, chẳng còn tư tưởng đấu tranh mà thị hiện tướng hàng ma.